Mới đây, bên trên Weibo cá nhân, ông Bích Hà chia sẻ loạt ảnh du lịch ở ngoài. Như thường lệ, cô diễn viên gạo cội khiến cộng đồng mạng trầm trồ trước nhan sắc không tuổi. Cô gây thiện cảm với gương mặt rạng rỡ, niềm vui thường trực bên trên môi. Nếu nhìn ông Bích Hà qua ảnh, không ai nghĩ hốt di Hồng Kông Trung Quốc, này sinh năm 1966, có nghĩa là đã 53 tuổi. Sống lạc quan, tích cực, cũng giống như chưa từng sinh nở cũng chính là một phần lý do giúp nàng đắc kỷ trẻ mãi không già. Tên tuổi ông Bích Hà gắn liền với các tác phẩm như Bông Hồng Lửa, Đắc Kỷ Trụ Dương Giai Đắc Kỷ, Mối Hận Kim Bình Giai Phan Kim Liên. Cô từng nhận giải nữ diễn viên phụ giỏi nhất tại Liên hoan phim quốc tế Macau năm 2011.